tử vi thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 19 tháng 4 năm 2023 âm lịch ngày Ất Mùi, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão. Xung ngày, kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu xung tháng, kỷ hợi, quý hợi, quý sửu. Quý tỵ quý mùi thứ ba này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi Mỗi Ngày .vn. 1. Tuổi Tý ngày 6 tháng 6 năm 2023 Người tuổi Tý có một ngày khá vất vả nhưng thành quả chẳng đạt được là bao do ảnh hưởng của cục diện tương hại Thái Tuế gây ra ngày này bạn tốt nhất không nên mưu cầu toan tính làm ăn đầu tư vì kết quả sẽ không quá khả quan hung vận quá lớn còn cảnh bảo bản mệnh về nguy cơ xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay hồng vu oan hủy hoại danh tiếng của bạn bạn nên thận trọng và cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói đặc biệt là cần phải kiểm tra kế hoạch đã hoàn thành thật kỹ càng trước khi giao nộp kẻo có kẻ lợi dụng sơ hở để nắm thóp ngày thủy thổ sung khác con giáp này và nửa kia có thể xảy ra nhiều vấn đề xung khắc khi cả hai đều coi trọng cái tôi của mình hơn là lắng nghe và cảm nhận xem điều đối phương thực sự muốn là gì. Khoảng cách ngày càng xa sẽ giết chết tình yêu của hai bạn. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tuổi sử ngày 6 tháng 6 năm 2023 tuổi sử gặp ngày tương xung nên vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối. Các mối quan hệ xã giao của sử trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn có thể bạn có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm không khí trở nên căng thẳng chuyện tình cảm trong hôm nay cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt tình trạng chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian rồi nhưng bạn vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và tháo gỡ với người ấy Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê. Vàng quý nhân phù trợ tỵ dậu tí. 3. Tuổi dần ngày 6 tháng 6 năm 2023 trong ngày bị hung tinh kiếp tài chiếu mệnh tuổi dân chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ bạn quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không nếu như trao niềm tin của mình cho người không xứng đáng bạn vừa hỏng việc lại còn phải trả giá bằng tiền bạc nữa. Cũng trong ngày này, chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu xa sút Người ấy đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này khi lúc nào bạn cũng muốn kiểm soát đối phương. Mỗi người đều cần có không gian riêng, bạn nên tôn trọng điều đó. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi tuất. 4. Tuổi mão ngày 6 tháng 6 năm 2023 bói tử vi online tam hợp cục xuất hiện người tuổi mão cho thấy bản mệnh may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngày này mão trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người tuy nhiên bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác đó tình hình tài chính ổn định tuy nhiên vì con giáp này vẫn luôn lo lắng canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên bạn có thể sẽ khó ngồi im quá lâu đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Nam, tuổi thìn ngày 6 tháng 6 năm 2023 người tuổi thìn đón vận trình trong ngày thứ ba này khá sáng nhờ chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình. Đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp thời điểm này bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó này cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Nâu quý nhân phù trợ, dậu tí thân. Sáu. Tuổi Tỵ ngày 6 tháng 6 năm 2023 ngày ngũ hành Hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều biến động, thật may vì mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu khi đã chịu mở lòng mình hơn. Chuyện tình yêu đến một cách bất ngờ và chóng vánh khiến con giáp này không chuẩn bị bất cứ điều gì mối quan hệ phát triển nhanh chóng như thể cả hai đã có duyên từ kiếp trước khiến cho người tuổi tỵ cả ngày tâm trí cứ lâng lâng và chẳng quan tâm tới điều gì ngoài hạnh phúc mình đang có. Song chính điều đó cũng đang khiến cho con giáp này trở nên sao lãng trong công việc thiếu đi sự tập trung và tỉnh táo. Nhất là trong ngày thương quan nhập cục. Những sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ cũng như tinh thần làm việc của mình. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường, đỏ. Cam quý nhân phù trợ, xử, dậu thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 6 tháng 6 năm 2023 ngày được thực thần chiếu mệnh, người tuổi ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi đơn hàng lưu thông trơn tru khách hàng tấp nập đặt hàng vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội tuy nhiên việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp bạn chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng đồng thời cũng dễ phung phí quá mức cần thiết bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên trong ngày thứ ba nở hoa phơi phới. Con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu xét đánh thế nhưng nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. 8 tuổi mùi ngày 6 tháng 6 năm 2023 năng lực làm việc của tuổi mùi được dịp phát huy triệt đề. Tuy nhiên, có vẻ như bạn không được cẩn thận cho lắm. Có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Nếu không bỏ tính cầu thả này và rèn cho mình thói quen cẩn thận hơn thì công việc khó mà thuận lợi được. Thiên tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho con giáp này nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào bạn nên bắt tay thực hiện ngay đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn giang dở tỷ lệ thành công không nhỏ đâu tuy nhiên trong chuyện tình cảm nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục bạn nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm trong chuyện tình cảm điều này sẽ khiến đối phương tổn thương chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 6 tháng 6 năm 2023 tuổi thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao nhờ chính quan che chở. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp bạn bè ở bên giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực hãy chủ động mở rộng vòng xã giao tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé thổ sinh kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thùa ban đầu nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc. Ánh kim quý nhân phù trợ thìn tí tị. Mười tuổi dậu ngày 6 tháng 6 năm 2023 tử vi 12 con giáp miễn phí ảnh hưởng của hung thần thiên quan, tuổi dậu dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ bị đối thủ chơi xấu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Vận tài lộc tụt dốc. Tiền bạc nhanh chóng tiêu tan, người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình bản mệnh vô cùng muộn phiền vì không những mất tiền mà tình cảm cũng đổ vỡ đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn bù lại tình cảm tốt đẹp giúp vớt phát phần nào vận trình của dậu trong ngày này trải qua nhiều khó khăn thử thách trong tình yêu con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11, tuổi tuất ngày 6 tháng 6 năm 2023 ngày mùi tuất tương phá, tuổi tuất có thể bị tiểu nhân chọc phá, chơi xấu trong ngày hôm nay. Vốn là người hiền hòa nhưng với sự việc xảy ra lần này, bạn không khỏi bức xúc, đôi khi bạn giúp đỡ người khác một cách vô tư nhưng lại vì đó mà chịu điều tiếng xấu. Ngày này bạn cũng được khuyên chớ nên vội vàng đưa ra quyết định gì liên quan tới chuyện tiền bạc, càng là giao dịch số tiền lớn thì càng cần hết sức cẩn thận vì có thể mắc phải sai sót. Bên cạnh đó cần tránh xa những trò đỏ đen, giữ chặt túi tiền của mình, đề phòng trộm cắp. Chuyện tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động, tuổi tuất và một nửa vẫn đành cho nhau sự quan tâm. Chăm sóc thường xuyên nên tình yêu luôn đong đầy. Thường ngày bạn cũng nên chủ động bày tỏ cảm xúc đừng lúc nào cũng cố che giấu. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ. Ngọ, mão, dần. 12. Tuổi hợi ngày 6 tháng 6 năm 2023 mùi hợi bán hợp là tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của hợi. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn. Hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút. Người độc thân có thể sẽ được người thân bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách sở thích khá tương đồng với bản mệnh khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình chính ấn cũng giúp công việc của bạn khá trôi chảy con giáp này có thể được cấp trên cất nhác khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao nắm giữ được vị trí quan trọng hơn với những người làm nghề liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu phân tích Học thuật thì đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực của mình. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.